có cày cuốc cả đời cũng không hơn ai được đâu lại là một sự thật khiến nhiều bạn xù lông, nhưng nó tốt cho sự tỉnh táo rằng không có bất cứ cách nào để bạn thực sự hơn hay thua ai đó cả. Mình giàu hơn thì nó nghèo hơn, vậy ai hơn đây? Mình nhận mình đẹp hơn thì nó lập tức xấu hơn bạn. Nếu cho mình là tử tế hơn thì nó đẻo cáng hơn. Bạn giỏi hơn thì nó dốt hơn. Rồi sao nào? Kết cục là ai hơn ai đây? Vậy nếu không có cái nó nào đó thì bạn lấy gì để hơn với kém? Vậy bạn có ý nghĩa hay nó có ý nghĩa đây? Nếu bạn tự nhận mình là kẻ sống có ý nghĩa, còn nó chỉ là đồ bỏ đi, vậy giả sử nó bỏ đi thật thì bạn đang sống ý nghĩa so với cái gì? Bạn giỏi chăm chỉ thì nó có quyền nhận giỏi lười biếng chứ. Hoặc bạn chọn lười biếng thì cũng không thể cấm người khác chăm chỉ, phải không? Và vẫn là câu chuyện ai làm nấy hưởng. Thế nào là làm, thế nào là hưởng lại là việc của riêng mỗi cá nhân. Bạn có thể tự hào rằng hì hục chân tay là lao động, vậy nó cũng có quyền được nằm yên ngẫm nghĩ cả ngày và thấy thế là đã làm được nhiều việc lớn lắm rồi. Bạn có thể là bố đời trong chuyên môn của bạn thì nó cũng chắc chắn đang làm mẹ thiên hạ trong lĩnh vực mà nó thực sự quan tâm. Sếp thì chỉ oách trên bàn giấy, nhưng cùng đứng vào dây chuyền thì công nhân mới là những người thực sự giỏi giang. Vạn vật đều có 24 giờ mỗi ngày để chơi với cuộc sống. Ai thích chơi gì thì giỏi cái đó hơn mà thôi. Mình có thích dậy sớm để cày cục đủ thứ thì cũng không có tư cách để chê thằng ngủ nướng là bê tha. Mình kiếm thì mình hưởng, nó nằm, nó không kiếm thì nó không ăn. Nếu nó chưa xin hoặc chưa cướp đi thứ gì của mình thì lấy tư cách gì để phán xét nó đây? Tao giỏi thức thì mày giỏi ngủ, tao giỏi làm thì mày có quyền giỏi chơi, tao làm lắm thì được ăn nhiều, mày lười làm thì cũng nên giỏi nhịn. Sự thật chỉ đơn giản là thế,